Sau trận ra quân đầy ấn tượng trước đội tuyển Nhật Bản dù để thua 2-4, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu thứ hai gặp đội tuyển Indonesia. Đây được xem là màn so tài quan trọng nhất của thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuze, bởi lẽ nó sẽ quyết định thứ hạng tại bảng đấu này. Không trông chờ vào hai vị trí đầu tiên và cũng không nhiều hy vọng để có điểm trước Nhật Bản và Iraq, nên đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia phải quyết chiến với nhau trong trận đấu này để hy vọng vào một suất cho đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Điều kiện duy nhất để mở cánh cửa hy vọng là phải thắng. Ngoài kết quả 3 điểm, một trận hòa là coi như cả hai đội đều phải về nước sau vòng bảng. Bởi rất khó có thể thắng ở lượt cuối cùng, dù về lý thuyết vẫn có thể xảy ra. Với tính chất ấy, nên cuộc đọ sức giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia rất quan trọng. Chắc chắn cả huấn luyện viên Chuze lẫn Shin Tae-yong đều dồn toàn tâm toàn ý cho trận đấu để có thể sắp xếp một đội hình tốt nhất, đưa ra một chiến thuật hữu dụng nhất với mục tiêu bảo toàn khung thành đội nhà, đồng thời khai phá khung thành đối phương một cách hiệu quả nhất. Quan trọng hơn, nếu giành chiến thắng trước đội tuyển Indonesia thì đội tuyển Việt Nam sẽ có đà tâm lý rất lớn khi đối đầu với đội tuyển Iraq. Tuy nhiên cần phải nhấn mạnh rằng các học trò của huấn luyện viên Shin Tae-yong chơi không tệ ở trận ra quân và đánh bại họ cũng là một thử thách rất lớn cho tuyển Việt Nam. Trước hết, tỷ số thua 2-4 và việc không phải nhận thẻ phạt nào là kết quả có lợi cho thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuze trong cuộc cạnh tranh vé đi tiếp. Màn trình diễn tốt trước ứng cử viên vô địch cũng mang đến sự khích lệ lớn dành cho các cầu thủ của chúng ta. Đồng thời, huấn luyện viên Chuze vẫn giữ sức cho những quân bài quan trọng như Quang Hải, Văn Toàn hay Tấn Tài. Đây hứa hẹn là nhóm cầu thủ cốt lõi để chiến lược gia người Pháp xây dựng đấu pháp cho trận đấu gặp Indonesia. Huấn luyện viên Philippe Chuze chắc chắn sẽ có những điều chỉnh với đội hình xuất phát khi đội tuyển Indonesia là một đội bóng rất khác so với đội tuyển Nhật Bản. Thủ môn Nguyễn Philippe có lẽ là người chắc suất trong khung gỗ của đội tuyển Việt Nam khi anh đã có màn trình diễn khá tốt ở trận ra quân. Khả năng chơi chân rất đáng chú ý của người gác đền sinh năm 1992 chính là điểm mạnh của anh. Bỏ qua pha bóng hơi lỗi ở bàn thua đầu tiên, Nguyễn Philippe đã cho thấy đẳng cấp của mình trong phần còn lại của trận đấu. Thủ môn 32 tuổi không hề bị tâm lý sau bàn thua mà còn giữ được trạng thái điềm tĩnh để chơi bóng. Tổng cộng trong trận đấu này, thủ môn Nguyễn Philippe có 34 đường chuyền, trong đó có 16 lần chuyền dài và 18 đường chuyền ngắn, đạt tỷ lệ chính xác là 64,7%. Quan trọng, Philippe đã có 3 lần cứu thua cho đội nhà. Bên cạnh đó, hàng phòng ngự sẽ không có sự thay đổi. Bộ ba trung vệ đã chơi tốt ở trận ra quân là Nguyễn Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh, Phan Tuấn Tài có thể tiếp tục cùng nhau ra sân. Cánh trái của Võ Minh Trọng có lẽ cũng không cần sự thay đổi. Cầu thủ chạy cánh trái của tuyển Việt Nam lên công về thủ đều đặn và luôn đảm bảo được vị trí của mình. Trả lời phỏng vấn trước trận, hậu vệ thủ biên chế câu lạc bộ BKMX Bình Dương cho hay, tuyển Việt Nam sẽ tỉnh táo trước mọi tình huống xảy ra khi đối đầu với Indonesia ở trận đấu có tính chất then chốt cho tấm vé vào vòng knockout Asian Cup 2023. Còn với Xuân Mạnh ở cánh phải, anh thể hiện được khả năng phòng ngự trước tuyển Nhật Bản. Nhưng có lẽ Xuân Mạnh phải nhường chỗ cho Văn Thanh để cải thiện khả năng tấn công. Thái Sơn và Tuấn Anh nhiều khả năng tiếp tục xuất hiện ở khu vực trung tuyến để hỗ trợ cho bộ ba ở tuyến trên. Hùng Dũng sẽ tiếp tục được xuất hiện ở trận này và anh nên được đẩy lên cao hơn một chút để thực hiện việc điều phối bóng cũng như kiến tạo cho các đồng đội. Việc điền tên Đỗ Hùng Dũng vào đội hình xuất phát ở trận đấu trước là một bất ngờ mà huấn luyện viên Chuze mang đến, bởi trước đó trong suốt quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup, tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội thường không phải là lựa chọn trong đội hình chính. Huấn luyện viên người Pháp luôn sử dụng cặp đôi Tuấn Anh Thái Sơn cho hai vị trí tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên trước một đối thủ có khả năng kiểm soát bóng và bóp nghẹt tuyến giữa như Nhật Bản, huấn luyện viên Chuze đã linh hoạt sử dụng hàng tiền vệ với 3 người và đó đã tạo nên sự bất ngờ cho đối thủ cũng như giành lợi thế cho chiến binh sao vàng. Tuy nhiên cách bố trí Hùng Dũng thi đấu cũng là một điểm đặc biệt của huấn luyện viên Chuze. Tiền vệ mạo số 8 không chơi ở vị trí trung tâm như thường lệ, anh được bố trí thi đấu lệch phải. Trên lý thuyết, Đỗ Hùng Dũng được thi đấu như một tiền đạo cánh. Dù vậy, tiền vệ sinh năm 1993 không đóng góp quá nhiều về mặt tấn công. Hùng Dũng chơi thấp và có xu hướng di chuyển tự do từ vòng tròn giữa sân cho đến khu vực 1/3 cuối sân đối thủ. Và với việc cách bố trí này đang trở nên khá hiệu quả, có thể huấn luyện viên Chuze sẽ tiếp tục sử dụng Hùng Dũng ở vai trò tương tự trong trận gặp Indonesia. Ngôi sao mới nổi Đình Bắc có vẻ như đã dính chấn thương và không xuất hiện ở buổi tập ngày 17 tháng 1, nên nhiều khả năng sẽ bắt đầu trận đấu từ băng ghế dự bị. Khi đó thì Quang Hải có thể được tạo điều kiện xuất phát ngay từ đầu. Hải Con không đá phút nào trước Nhật Bản và đây là cơ hội để anh tạo dấu ấn. Quang Hải sẽ cần cho cuộc đối đầu quyết định với Indonesia vì khi gặp Nhật Bản, tiền vệ của Công an Hà Nội có thể khó lòng làm tốt hơn các đồng đội đã thực hiện. Đối thủ ở đẳng cấp cao hơn hẳn và Quang Hải nếu không vào sân cũng đã bảo toàn được thể lực và quan trọng hơn sẽ là bất ngờ cho Indonesia. Huấn luyện viên Chuze phải có bất ngờ cho đội tuyển của huấn luyện viên Shin Tae-yong và những sự xuất hiện mới mẻ của Quang Hải có thể sẽ làm đội tuyển giữ vạn đảo phải ngạc nhiên. Năm 2021, chính Quang Hải đã giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia đến 4-0 ở vòng loại World Cup 2022. Những cú sút xa và khả năng cầm trịch tuyến giữa của Quang Hải có thể sẽ phát huy trận đấu tới trước đối thủ vừa tầm, đã quá quen thuộc như Indonesia
huấn luyện viên Chu Dê nhiều khả năng dùng Quang Hải như mũi nhọn bên cánh trái. Đình Bắc đã bị đau nhẹ trước trận gặp Indonesia và Quang Hải do đó càng có khả năng thay thế. Về phần tiền vệ sinh năm 1997, đây là thời điểm Quang Hải cần cho thấy mình xứng đáng được huấn luyện viên Chu Dê dùng nhiều hơn. Đội tuyển Việt Nam có thể cần một khoảnh khắc xuất thần của Quang Hải như vô số thời điểm tiền vệ 26 tuổi có được lúc làm việc cùng huấn luyện viên Park Hang-seo. Ngay tại đấu trường Asian Cup này, Quang Hải cũng đã trực tiếp tỏa sáng bằng quả đá phạt thân sâu vào lưới Yemen, đưa đội tuyển Việt Nam lách qua khe cửa hẹp vào vòng loại thứ 2 năm 2019. Thời điểm đó, đội tuyển Việt Nam chịu áp lực thắng đối thủ vừa tầm nhất bảng đấu là Yemen để tự quyết số phận. Lần này, Quang Hải và các đồng đội đứng trước áp lực tương tự 5 năm trước và có thể cuộc so tài với Indonesia sẽ được quyết định bởi một khoảnh khắc của ngôi sao. Quang Hải biết đâu sẽ lại là người được chọn. Ngoài ra, vị trí của Tuấn Hải nhiều khả năng cần phải thay đổi. Tiền đạo của Hà Nội FC có 90 phút vắt kiệt sức trước tuyển Nhật Bản và Văn Toàn sẵn sàng thay thế anh. Với Văn Toàn thì những pha thả bóng ra phía sau hàng phòng ngự đối phương vẫn có thể được tuyển Việt Nam thực hiện. Về cơ bản, những tính toán của huấn luyện viên Chu Dê với các cựu binh là hợp lý, nhưng sự hiệu quả đến đâu thì phải chờ đến khi trận đấu diễn ra, chúng ta mới có được câu trả lời xác đáng. Những tính toán của chiến lược gia người Pháp trong việc sử dụng các cầu thủ trẻ tới lúc này đang cho thấy khá chính xác. Bởi vậy cũng hy vọng quyết định cất Quang Hải, Văn Toàn một lần nữa có kết quả tương tự giúp tuyển Việt Nam chiến thắng. Các học trò của huấn luyện viên Chu Dê đã chứng minh khả năng luân chuyển bóng tốt, phối hợp nhóm nhuần nhuyễn tốc độ khi bị đối thủ ép sân. Dễ thấy nền tảng đỡ bước 1, truyền chạm, di chuyển trong phạm vi hẹp của các cầu thủ đã tăng lên đáng kể. Đây là bước đệm cho triết lý kiểm soát mà huấn luyện viên người Pháp đang sử dụng. Đội tuyển Việt Nam đã ghi 2 bàn vào lưới Nhật Bản nhờ tình huống cố định. Đây là nước cờ hợp lý khi Hùng Dũng cùng đồng đội phải gặp những đối thủ rất mạnh, chỉ cầm bóng khoảng 30-40% thời lượng. Khi ấy, tấn công càng đơn giản càng tốt. Dù vậy, đối đầu với đội chơi phòng ngự rắn mặt kiểu Indonesia, đội tuyển Việt Nam sẽ cầm bóng nhiều hơn, cơ hội tấn công vì thế mà mở rộng. Song, học trò của huấn luyện viên Chu Dê cần những miếng đánh đa dạng để khoan phá. Đây cũng là yếu tố huấn luyện viên Chu Dê từng đề cập. Đội tuyển Việt Nam cần những pha phối hợp, bóng sống, có màu sắc, đường nét thay vì trông cậy vào những tình huống ngẫu nhiên hay tỏa sáng cá nhân. Với những chân sút có khả năng phối hợp và chạy chỗ chiến thuật như Tuấn Hải, Đình Bắc, Văn Toàn, cùng một tuyến tiền vệ có thể được bổ sung thêm kinh nghiệm khi Quang Hải trở lại, đội tuyển Việt Nam sẽ có trong tay những vệ binh ưu tú nhất. Trong những ngày qua, huấn luyện viên Chu Dê đang cho các học trò triển khai những bài phối hợp mới, vừa dựa trên khuôn khổ chiến thuật, vừa linh hoạt tùy biến nhờ vào khả năng tư duy của cầu thủ. Huấn luyện viên Chu Dê đã nghiên cứu rất kỹ Indonesia, bởi đây là đối thủ ban huấn luyện xác định là buộc phải thắng để đi xa tại Asian Cup. Tất cả chúng ta, những người hâm mộ bóng đá Việt Nam đều tin rằng phù thủy trắng sẽ dành cho đội bóng xứ vạn đảo bất ngờ thú vị.